chân của Văn Toàn. Chamuos xuất điểm, 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ. Hồng Duy, những phút cuối rất đáng xem. Hồng Duy không được. 2-0 cho Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ. Bàn thắng có lẽ thuộc về Trần Việt Hưng. Thời gian của trận đấu đã bước sang những phút bù giờ. Chơi về. Rồi, Văn Anh đúc vào. Như vậy là đã có bàn thắng 3-1. Bây giờ thì Văn Anh là người đã lên tiếng. Sau trận đấu đầu tiên giữ sạch lưới cho đội bóng Tân Binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, câu lạc bộ Viettel lại khiến các cổ động viên của họ cảm thấy lo lắng về hàng phòng ngự. Cuộc rượt đuổi với tỷ số 3 đều trên sân hàng đẫy trước Hoàng Anh Gia Lai, xét về tinh thần, rõ ràng các học trò của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã thể hiện được phẩm chất người lính, nhưng ở hàng thủ, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội đã thủng lưới 3 bàn quá dễ dàng. Đây không phải vấn đề mới tồn tại, mà việc tổ chức hàng thủ đã là điều nhức nhối với Viettel từ mùa giải năm ngoái. Nên nhớ, mùa trước họ cán đích ở vị trí thứ 6, thành tích không tồi với một đội bóng mới lên hạng, nhưng cũng thủng lưới tới 40 bàn, đứng thứ 6 trong danh sách những đội bóng để lọt lưới nhiều nhất V-League 2019. Trong số đó, có tới 6 trận Viettel thủng lưới 3 bàn, và thậm chí còn có trận họ phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần, cụ thể là thất bại 2 năm trước câu lạc bộ Hà Nội trong trận derby thủ đô. Quay trở lại hiện tại, những điểm yếu nơi hàng phòng ngự của Viettel có lẽ đã bị lột tả đầy đủ trong 3 bàn thua họ phải nhận trước Hoàng Anh Gia Lai vừa qua. Ở bàn thua đầu tiên, khi Văn Toàn chọc khe cho Trevor West mở tỷ số, có tới 4 cầu thủ của Viettel ra ngang truy cản. Tuy nhiên, những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và cả Luis Silva đều lung túng trong khoản phân chia công việc. Đầu tiên là Quế Ngọc Hải không hoàn thành nhiệm vụ và để đường bóng lọt qua hai chân của mình. Tiếp theo, Luis Silva tỏ ra quá chậm ở khâu phán đoán tình huống. Anh xuất phát trong thế bị động và đương nhiên không thể can thiệp khi Chevrolet ra chân hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh. Đáng nói nhất phải là vị trí của Bùi Tiến Dũng khi anh chỉ biết đứng nhìn mà không thể bọc lót. Hay nói chính xác hơn, Bùi Tiến Dũng vô tình trở thành người thừa ở bàn thua này. Đây là tình huống điển hình cho thấy bộ ba trung vệ của Viettel không tìm được tiếng nói chung, dù pha tấn công của Hoàng Anh Gia Lai chỉ có sự góp mặt của hai cầu thủ và không quá phức tạp. Đến bàn thua thứ hai, người hâm mộ lại thấy được sự lỏng lẻo ở cả hệ thống phòng ngự từ xa lẫn các trung vệ của Viettel. Hồng Duy có tới 4 nhịp xử lý trong vòng cấm trước khi nhà bóng ra tuyến hai cho Triệu Việt Hưng dứt điểm. Lại một lần nữa, Bùi Tiến Dũng phân vân trong việc hỗ trợ đồng đội truy cản Hồng Duy hay lao ra bắt bài cú nhả bóng bởi góc sút đã bị thu hẹp rất nhiều. Về phần Luis Silva, trung vệ người Brazil lần này cẩn trọng hơn khi theo sát Trevor West. Thế nhưng, khi phát hiện ra ý đồ của Hồng Duy là trả bóng cho Triệu Việt Hưng, Luis Silva quyết định bỏ vị trí kèm Trevor West để phòng ngừa một pha bóng có nguy cơ dẫn đến bàn thua cao hơn, thì mọi chuyện đã quá muộn. Ở tình huống này, đến lượt Quế Ngọc Hải thay Bùi Tiến Dũng sắm vai khán giả khi anh đứng cạnh thủ môn Nguyên Mạnh, không kèm bất cứ ai, không thể tham gia vào tình huống bóng và bất lực nhìn đối thủ ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Với các cổ động viên yêu mến Viettel nói riêng và đội tuyển quốc gia Việt Nam nói chung, về lý thuyết, việc sở hữu cặp trung vệ tuyển thủ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng là một hàng phòng ngự lý tưởng. Cộng thêm thể hình và sức mạnh của ngoại binh Luis Silva, đây là bộ ba trung vệ rất khó bị đánh bại trong những tình huống tay đôi. Thế nhưng, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng có vẻ vẫn thường xuyên dẫm chân nhau. Ở đội tuyển, Hải Quế là đội trưởng, là người đón lõng khi đồng đội bị qua mặt với vai trò của một trung vệ thòng đích thực. Thì ở Viettel, nhiệm vụ này đã được luân chuyển với Bùi Tiến Dũng rất nhiều lần ở mùa giải trước và thậm chí mùa này là sự trao đổi với cả Luis Silva. Nên nhớ ở bàn thua thứ hai, tính cả thủ thành Nguyên Mạnh, Viettel có tới 7 cầu thủ phòng ngự trong vòng 16m50 nhưng vẫn chẳng thể giữ sạch lưới. Đỉnh điểm của sự mất phương hướng nơi hàng thủ Viettel thể hiện ở bàn thua thứ ba, cũng là bàn thua khiến họ đánh rơi 3 điểm đầy đáng tiếc. Chỉ một cú chạy bóng dài không có quá nhiều ý tưởng về mặt dàn xếp, họ để Trevor Watt hoàn toàn thoải mái căng ngang vào phía trong. Quế Ngọc Hải thêm một lần đóng vai khán giả, Luis Silva thêm một lần phán đoán quá chậm, đồng thời không phát hiện được sự xâm nhập của Văn Anh phía sau lưng. Kết quả thì ai cũng rõ, bàn thắng thứ ba của Hoàng Anh Gia Lai đến khi Viettel chỉ vừa lội ngược dòng 3-2 trước đó vỏn vẹn 1 phút. Tất nhiên, cả ba trung vệ của Viettel đều là những cầu thủ có chuyên môn cao, thể hình tốt và kinh nghiệm chinh chiến dày dạn. Nhưng vấn đề khiến huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đau đầu là họ có thiên hướng chơi bóng khá giống nhau. Theo thời gian, Quế Ngọc Hải ngày càng thi đấu thiên về phán đoán chứ không còn quá cơ bắp như trước. Điều tương tự xảy ra với Bùi Tiến Dũng, còn Luis Silva chưa có nhiều thời gian làm quen với các đồng đội. Như đã đề cập, mùa giải năm ngoái Viettel đứng thứ 6 nhưng cũng thủng lưới nhiều thứ 6 tại V-League. Với việc mua sắm rầm rộ và giữ chân được các trụ cột, ngoài ra, những cầu thủ trẻ có sự tiến bộ rõ rệt, chắc chắn tham vọng của Viettel sẽ được nâng thêm ở mùa giải này. Thế nhưng, để hiện thực hóa những mục tiêu của mình, nhiệm vụ tối thượng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng giờ đây là làm sao lắp ghép và vận hành hàng thủ theo cách trơn tru nhất. Không thể trông chờ hàng công lúc nào cũng ghi tới 3-4 bàn mỗi trận và hy vọng trong quãng nghỉ dài ngày của V-League, đội bóng Áo Lính sẽ tìm ra phương án cải thiện điểm yếu nơi hàng phòng ngự vốn đã tồn đọng từ mùa giải năm ngoái.